Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đa dạng chức năng trong gia đình. Bất kỳ nỗ lực toàn diện nào để hiểu hoạt động của cá nhân hoặc gia đình đều phải tính đến nhiều ảnh hưởng khác nhau, hình thành nên cuộc sống và trải nghiệm của họ. Nhà trị liệu phải tính đến nền tảng văn hóa của riêng mình, cũng như tình trạng kinh tế xã hội, chủng tộc, dân tộc, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, giai đoạn vòng đời và nhiều điều khác nữa khi làm việc với các gia đình có nguồn gốc khác nhau. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các vấn đề về đa văn hóa và văn hóa cụ thể. Hiểu biết về gia đình đòi hỏi phải nắm được bối cảnh văn hóa mà gia đình đó hoạt động và các chuẩn mực văn hóa mà gia đình đó sống trong. Nghiên cứu về lĩnh vực này, ta cần tìm hiểu về các vấn đề sau. Thứ nhất là liệu pháp nhạy cảm với văn hóa. Nhà trị liệu gia đình cần phải nhạy cảm về mặt văn hóa với sự đa dạng ngày càng gia tăng giữa các gia đình thân chủ nếu muốn đối phó với những vấn đề trong những gia đình này một cách hiệu quả. Theo Falikov năm 2014, các thành viên trong gia đình khác nhau về mức độ tiếp biến văn hóa cũng như mức độ tuân thủ các giá trị văn hóa. Thứ hai là phát triển một khung đa văn hóa. Một triển vọng đa văn hóa ủng hộ các cách tiếp cận chung, nhạy cảm về văn hóa với gia đình và khuyến khích các nhà trị liệu mở rộng thái độ, niềm tin, kiến thức và kỹ năng để trở nên hiểu biết hơn về văn hóa và có năng lực văn hóa. Xem xét lịch sử văn hóa của thân chủ trước khi thực hiện các đánh giá, chẩn đoán và bắt đầu các thủ tục can thiệp. Thật ra không có lý thuyết duy nhất về nhân cách áp dụng cho tất cả các gia đình, mà thay vào đó khuyến khích áp dụng quan điểm đa nguyên, đòi hỏi nhiều quan điểm bắt nguồn từ sự nhạy cảm với các nền văn hóa cụ thể. Theo Hernández, Siegel và Almeida năm 2009, mô hình bối cảnh văn hóa sử dụng 3 quy trình để tạo điều kiện cho thay đổi trong trị liệu. Thứ nhất là phát triển ý thức phản biệt. Thứ hai là ý thức trao quyền sâu sắc. Và thứ ba là trách nhiệm giải trình. Quy trình giúp cho 4 lĩnh vực của trải nghiệm gia đình đó là trò chuyện, hành vi, nghi lễ và xây dựng cộng đồng. Điểm tiếp theo là về đặc thù văn hóa và hệ thống gia đình. Ủng hộ phương pháp tiếp cận theo văn hóa cụ thể đòi hỏi hiểu biết chi tiết hơn về các mô hình gia đình dựa trên văn hóa chung của các nhóm xa lạ. Theo Matt Gorick, Giordano and Gracia Preto năm 2005 đã cung cấp kiến thức chi tiết về nhiều nhóm chủng tộc và sắc tộc. Mô tả này về các lối sống và hệ thống giá trị khác nhau nhấn mạnh rằng chúng ta đang ngày càng trở thành một xã hội không đồng nhất, một xã hội đa nguyên được tạo thành từ các chủng tộc và dân tộc khác nhau khi hàng triệu người di cư tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Theo Fuentes và Thomas năm 1996, cảnh báo trong trị liệu mỗi gia đình cần được xem xét khác nhau vì họ có lịch sử, tình trạng kinh tế xã hội hoặc mức tiếp biến văn hóa khác nhau. Cuối cùng thì nhiệm vụ của nhà trị liệu là hiểu cách gia đình thân chủ phát triển và quan điểm hiện tại về văn hóa của họ.